Well, my dear students, welcome back to series about learning Tiếng Anh 10 Global Success. And let's get started with Unit 1, Family Life. I'm very happy to support you in your learning. Xin chào các con, chào mừng các bạn đến với chuỗi video cô Thúy hướng dẫn các con học chương trình sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 10 Global Success. Và chúng ta đang ở bài học số 1, Family Life. Cảm ơn các bạn luôn đồng hành và hỗ trợ, ủng hộ cô, đúng không? Hãy để lại một like và một theo dõi kênh và chia sẻ video này để chúng ta có thể cùng học và hỗ trợ nhiều hơn tới tiến trình học. Cô có thể hỗ trợ nhiều hơn đến tiến trình học của các con. Trong tiến trình cô hướng dẫn các bạn thì các con thấy là cô cần điều chỉnh những cái nội dung như thế nào thì chúng mình cũng sẽ comment lại ở phần bình luận để cô giáo có thể điều chỉnh tốt hơn cho các con nhé. Chúng ta đi đến bài học số 1. Family life là gia đình của tôi, cuộc sống của gia đình của tôi, đúng không? Và chúng ta có từ household chores, từ này có nghĩa là việc nhà. Thì theo format của cuốn sách giáo khoa tiếng Anh Global Success, chúng ta sẽ đi qua các phần đó là getting started, language, reading, speaking, listening, writing, communication and culture or CLEOC, and looking back and then the project. All right? Now let's get started with the first part. Chúng ta sẽ có câu chuyện của các nhân vật, đúng không ạ? Và từ các cái câu chuyện đó thì nó sẽ định hình cho các con biết là trong cái đơn vị bài học đấy chúng ta sẽ học nội dung nào. Now, let's get started, Hello, Min. Hi, Nam. How are you? I'm going to play football at our school sports field with a few friends this evening. Are you free to join us? I'd love to, but I'm afraid I can't. I'm preparing dinner. Really? Doesn't your mum cook? Oh, yes. My mum usually does the cooking, but she's working late today. How about your sister, Lan? Does she help with the housework? Yes. She often helps with the cooking, but she can't help today. She's studying for her exams. I see. I never do the cooking. It's my mother's job. Really? So how do you divide the household chores in your family? Mum is the homemaker, so she does the chores. My dad is the breadwinner. He earns money. And we, the kids, study. Well, in my family, we divide the housework equally. Mum usually cooks and shops for groceries. Dad cleans the house and does the heavy lifting. What about you and your sister? My sister does the laundry. I do the washing up and put out the rubbish. We also help with the cooking when our mum is busy. That sounds fair. Anyway, I have to go now. See you later. Bye. Have fun. Ở đây là câu chuyện giữa bạn Nam và bạn Minh, đúng không? Bạn Nam thì đang chuẩn bị nấu bữa ăn tối, đúng không? Bạn Minh rủ bạn đi chơi, đúng không? Chào Minh, chào Nam, bạn có khỏe không? Tớ đang đi định nhà tớ dự định đi chơi bóng đá ở sân trường với một vài người bạn tối hôm nay. Cậu có tham gia cùng với chúng tớ không? Tớ cũng thích đấy, nhưng mà tớ sợ là tớ không thể đi được. Tớ đang chuẩn bị bữa tối. Thật á? Thế mẹ cậu không nấu ăn ở nhà? Có, mẹ thường nấu ăn nhưng mà hôm nay mẹ đi làm về muộn, mẹ tớ đi làm về muộn. Thế chị gái của cậu, chị Lan thì sao? Chị không giúp mẹ cậu với công việc nhà. Có, chị ấy thường giúp mẹ nấu ăn nhưng mà chị cũng không thể giúp ngày hôm nay được, chị đang học để thi. Tớ chưa bao giờ nấu ăn cả. Đó là công việc của mẹ tớ. Thật á? Thế nhà cậu phân chia công việc nhà như thế nào? Thì mẹ tớ là đầu bếp, mẹ mẹ tớ là người làm việc nhà, mẹ làm các công việc nhà, bố là người trụ cột trong gia đình, bố kiếm tiền, và chúng tớ trẻ con trong nhà thì chỉ cần học thôi. Ở trong gia đình tớ thì tớ chia sẻ công việc nhà một cách công bằng. Mẹ thì thường nấu ăn và đi mua sắm, bố thì dọn dẹp và làm những cái công việc nặng. Thế còn cậu và chị của cậu thì sao? Chị tớ thì làm việc giặt giặt giũ, chị tớ thì làm việc giặt giũ, tớ thì làm việc rửa bát và vứt rác. Chúng tớ thường giúp nấu ăn khi mà mẹ tớ bận. Nghe cũng công bằng đấy. Nhưng mà tớ phải đi bây giờ rồi, hẹn gặp lại cậu sau nhá. Tạm biệt cậu, chúc cậu nhiều niềm vui. Như vậy là có cái sự khác biệt giữa
Phân chia công việc nhà, việc làm việc nhà giữa các thành viên trong gia đình đúng không? Giữa các gia đình với nhau. Và ở đây chúng ta sẽ đọc đoạn hội thoại và không xác định thông tin đó là đúng hay sai. Chúng ta có câu số 1 là gì ạ? Mẹ của Nam thì bây giờ đang nấu ăn. À, câu này bị sai đúng không? Bởi vì mẹ bạn ý hôm nay về muộn nên mẹ ý, bạn ấy đang không nấu ăn. Mọi người trong gia đình của bạn Nam thì làm một công việc nào đấy, những công việc nhà nào đó. Có đúng thế không con? Chính xác là như vậy đúng không ạ? Trẻ em ở trong gia đình của bạn Minh không phải làm bất cứ một công việc gì. Câu này cũng đúng đúng không? Bởi vì các bạn ấy chỉ phải làm gì thôi? With children study. Chỉ có học thôi đúng nhỉ? Đó, and with the kids study. Đó. Tiếp theo các con sẽ tìm những cái từ vựng mà nó đi đi kèm với các danh từ chúng ta có. Ta có từ put out the rubbish đúng không ạ? Chúng ta có từ gì laundry, chúng ta có cụm từ gì đi kèm với laundry các con nhỉ? Do the laundry. Các con tìm sang từ laundry và các bạn tìm đúng không? Grocery. Shop for grocery. Shop for, ok. Heavy lifting. Con nhìn này, does the heavy lifting, như vậy chúng ta chuyển về gốc của nó. Do the heavy lifting and the washing up. Do the washing up. Ok. Đó là các cái cụm từ chúng ta có trong phần này. Tiếp theo, phần tiếp theo thì các con sẽ làm gì? Các con sẽ tìm các cái câu mà có nghĩa ở trong liên quan đến bài I love to but I am afraid I can't. I dinner. Con tìm đến cái câu đó và con viết các cái từ còn thiếu vào chỗ trống. Thì chúng ta có là gì ạ? I love to but I can't. I'm afraid I can't. I'm preparing dinner. Đó, chúng ta thấy ở đây đó chính là ngữ pháp của bài. Đó là thì hiện tại tiếp diễn đúng không? Câu số 2, my mom usually do cooking. Chúng ta có từ my mom cooking, but she late today. Như vậy đây là my mom usually does the cooking, but she's working late today. Đó là con sẽ đưa chia ra thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn. Với nội dung của bài, thì các con chú ý chúng ta có thì để diễn tả hành động đang xảy ra tại thời điểm nói thì chúng ta sử dụng thì hiện tại tiếp diễn và công thức cấu trúc của nó là chủ ngữ cộng với am, is, are, tức là động từ to be chia hiện tại đơn cộng với verb thêm đuôi ing. Và đây là câu kết hợp hiện tại đơn và hiện tại với câu 2 thì kết hợp hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn. Thì chúng ta có với vế miêu tả việc lặp đi lặp lại ở hiện tại thì chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn. Công thức của thì hiện tại đơn đó là chủ ngữ cộng động từ thêm s hoặc es đúng không ạ? Còn việc mang tính chất tạm thời thì chúng ta sử dụng thì hiện tại tiếp diễn vẫn là công thức là s cộng am is are cộng verb thêm đuôi ing. Với phần số như vậy chúng ta đã đi qua cái nội dung của bài với việc là các con nhìn tổng thể chúng như vậy chúng ta sẽ nói về từ vựng về chủ đề. Chúng ta có từ vựng về chủ đề gì chứng minh nhỉ? Từ đề về gia đình đúng không? Chúng ta có ngữ pháp nó sẽ nói về hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn. Trong phần language các con sẽ học 3 phần. Chúng ta có pronunciation, vocabulary and grammar. Và trong phần pronunciation chúng ta có âm bra, âm kra và âm tra. Chúng ta cùng nghe để chúng ta nghe cái cách phát âm của các từ các con nhé. Track 3. Unit 1. Family Life. Page 9. Language. Pronunciation. Burr, cur, and trr. Activity 1. Listen and repeat. Pay attention to the consonant blends. Burr, cur, and trr. Bra. Bra. Breadwinner. Breadwinner. Breakfast. Breakfast. Brown. Brown. Cra. Cra. Crash. Crash. Crane. Crane. Cream. Cream. Tra. Tra. Track. Track. Tree. Tree. Train. Train. All right. And for the next one, you're going to listen to the sentence and choose the word you hear. Con sẽ nghe các câu, đúng không? Và con nghe thì câu có từ gì thì chúng ta sẽ đánh số tích vào từ đó. One. I'm worried he's going to crash his car. Crash the car. Two. The train is moving fast. The train is moving fast. Three. I usually have bread for breakfast. I usually have bread for breakfast. Okay, and let's take the answer. Yeah, và chúng ta có các câu đây đúng không? I'm worried he's going to crash his car. The train is moving fast. And I usually have bread for breakfast. Okay. Tiếp theo chúng ta sẽ
Chuyển sang phần từ vựng liên quan đến chủ đề gia đình này, chúng ta có các cụm từ này, đúng không? Breadwinner là người trụ cột, housework là công việc nhà, grocery là thực phẩm, đồ ăn, đồ uống, đúng chưa? Homemaker là người nội trợ, người làm việc, người người gọi là người nội trợ trong gia đình. Heavy lifting là việc mang vác cái đồ nặng ở trong nhà. Chúng ta có từ cái người mà làm sao quản lý như việc nhà này, đúng không? Và nuôi dạy con cái thay vì kiếm tiền. Ai đó kiếm tiền để nuôi sống gia đình. Làm sao pick up là nâng và mang những cái đồ vật nặng. Làm việc xung quanh nhà. Ví dụ các công việc xung quanh nhà, đúng không? Ví dụ như là nấu ăn này, dọn dẹp này, giặt quần áo. Ta gọi là các công việc không tên này, đúng không các con? Đồ ăn và các cái thực phẩm được bán ở chợ, cửa hàng này, ở các cái cửa hàng và các siêu thị. Như vậy chúng ta có từ breadwinner. Okay, so number one is B, someone who earn money to support the family. Housework, it is the công việc nhà chính là cái công việc xung quanh nhà của chúng ta, đúng không? Ngôi nhà của chúng ta. Grocery là hàng hóa thực phẩm. Homemaker is the one who manage the home. All right. And heavy lifting for the sixth one. Chúng ta có đáp án. Khi các con hiểu nghĩa của các cụm từ các câu đây thì câu trả lời của chúng ta cũng không quá khó. Phần tiếp theo các con sử dụng các cụm từ chúng ta có để các bạn điền vào các ô trống. Number one, homemaker, các từ này chúng ta đã có nghĩa rồi đúng không các con? Mẹ tôi làm một như thế nào đấy, mẹ không đi làm, mẹ ở nhưng mẹ ở nhà để chăm sóc gia đình. Như vậy mẹ tôi là một người nội trợ. Khi tôi sống ở thành phố này, tôi đã sống ở thành phố này, tôi đã làm sao? Mua sắm đồ đạc ở mua sắm đồ ở siêu thị này, đúng không ạ? My eldest son là anh trai lớn trong nhà thì là đủ đủ mạnh, đủ khỏe để làm cái gì đấy trong gia đình. Chúng ta có từ heavy lifting, là có từ strong là từ khóa, đúng, đủ khỏe, đúng không ạ? Hannah ghét làm cái gì đấy ngoại trừ nấu ăn. Doing housework, bạn ấy ghét làm việc nhà ngoại trừ việc nấu ăn. Như vậy bạn thích việc nấu ăn nhất. Mr. Lawrence là cái gì đấy trong gia đình, nhưng mà ông ấy vẫn giúp vợ của ông ấy làm việc nhà khi ông ấy có thời gian. Như vậy là ông ấy là trụ cột trong gia đình, đúng không? Là người kiếm tiền, là mang tiền về trong gia đình. Phần ngữ pháp các con chú ý, chúng ta sẽ nói về thì hiện tại, hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn. Chúng ta thì sử dụng thì hiện tại đơn để nói về thói quen hoặc cái điều gì đấy nó xảy ra một cách thường xuyên. Mẹ tôi nấu ăn mỗi ngày, đúng không ạ? Chúng ta sử dụng thì hiện tại tiếp diễn để nói về cái điều gì đấy đang xảy ra tại thời điểm nói. Ví dụ như cô đang giảng bài, các con đang xem video cô đang hướng dẫn các bạn, đúng không? Mẹ tôi đang không nấu ăn bây giờ. Mẹ đang ở văn phòng, đúng không ạ? Và chúng ta chú ý là chúng ta không sử dụng thì hiện tại tiếp diễn với các động từ chỉ trạng thái như là thích, là yêu, là cần, là muốn, là biết, là đồng ý, vân vân. Với bài tập về ngữ pháp thì các con sẽ chia chọn dạng đúng của từ. Thì chúng ta chú ý từ mà mang tính chất lặp đi lặp lại. Ví dụ ta có các từ là chúng ta có các trạng từ mà là gì nhỉ? Chỉ tần suất, đúng không? Thì luôn luôn ta sẽ chia thì hiện tại đơn. Ví dụ câu số 1, Mrs. Lan usually does the cooking for the family. Ok? Chúng ta dựa vào nghĩa của câu và những cái dấu hiệu nhận biết của các từ, đúng không? Đó là từ usually. Câu số 2, tôi sợ là anh ấy không thể trả điện thoại lời điện thoại bây giờ. Anh ấy đi đổ rác. Và như vậy ta có từ noun là dấu hiệu nhận biết trong câu này. Và như vậy sẽ là is putting out the rubbish. Ok. Câu số 3, chúng ta có từ everyday là hàng ngày. Như vậy việc lặp đi lặp lại, đúng không ạ? Anh ấy dọn dẹp ngôi nhà của anh ta hàng ngày, đúng không ạ? Chị ấy thì hiện tại đơn vì nó diễn tả việc lặp đi lặp lại. Chị gái của tôi không thể làm công việc nhà ngày hôm nay. Như vậy chị ấy đang làm gì đó. Chúng ta có cái câu miêu tả và từ today, đúng không? Chị ấy đang học để thi nên chị ấy không thể làm được việc nhà. Câu số 5, mẹ tôi thì làm cái việc giặt là 2 lần một tuần. Như vậy chúng ta có từ twice a week là việc lặp đi lặp lại. Như vậy ta sẽ chia là does. Đó thì các con chú ý trong mỗi câu chúng ta có những cái dấu hiệu nhận biết của từ để chúng ta xác định, chúng ta chia thì của từ cho chính xác. Tiếp theo các bạn sẽ đọc văn bản và các bạn chia cái dạng đúng của từ ở thì hiện tại đơn hoặc hiện tại tiếp diễn. Thì cũng tương tự như vậy, các con sẽ dựa vào những dấu hiệu nhận biết của các từ, đúng không? Dấu hiệu nhận biết trong câu để các con chia thì của động từ cho phù hợp. Cô Lam là nhà nội trợ.
Hằng ngày cô ấy làm hầu hết công việc nhà. Như vậy ta có từ hàng ngày là việc lặp đi lặp lại thì hiện tại đơn đúng không? À, cô ấy nấu ăn, cô ấy rửa bát, cô ấy giặt quần áo và cô ấy lau dọn nhà. Nhưng ngày hôm nay là ngày của mẹ, thế nên cô làm không phải làm bất cứ công việc nhà nào, đang không phải làm bất cứ công việc nhà nào đúng không? At the moment là vào thời điểm hiện tại ta có dấu hiệu nhận biết đấy. Thì chỗ này chúng ta sẽ chia tiền tại tiếp diễn đúng không? Cô ấy đang xem chương trình TV yêu thích của cô ấy. Như vậy hiện tại tiếp diễn is watching. Ok. À, con của cô ấy, các con, người con của cô ấy thì làm gì? Đang nấu ăn cùng với và chồng của cô ấy đúng không? Như vậy đó. Trong khi cô ấy đang nghỉ ngơi như này thì chồng và con của cô ấy thì làm việc nhà. Đó. Và chồng của cô ấy thì đang dọn dẹp ngôi nhà, làm sạch ngôi nhà, đúng không ạ? Mọi người thì cố gắng để làm gì? Cố gắng biến nó trở thành một cái ngày đặc biệt cho cô Lam. Mọi người đang cố gắng bởi vì là mọi người vẫn đang tiến hành thực hiện cái điều đấy và việc đó vẫn đang xảy ra, đúng không nhỉ? Phần số 3. Như vậy là chúng ta đã đi qua phần language và chúng ta sẽ chuyển sang các phần reading, speaking với các nội dung. Chúng ta sẽ có các cái kỹ năng được chia nhỏ hơn. Chúng ta có benefits of doing housework là lợi ích của việc làm việc nhà. Đấy, các con nhìn tranh chúng ta có ở đây đúng không? Thì mỗi người làm một công việc. The father is preparing the food on the table. Okay. And the girl is washing, alright. The boy is cleaning the floor and the mother is cooking. Okay. Trong mỗi một tranh thì mỗi người làm một công việc khác nhau. Và con thấy đây mọi người đều có nụ cười ở trên môi đúng không? Và chúng ta thấy là mọi người thực sự là thấy làm sao ạ? Nhận được cái sự chia sẻ đúng không ạ? Mẹ thì nấu ăn này, bố thì để đồ ăn lên bàn này, anh trai thì lau sàn này, em gái thì đang làm gì? Con gái thì đang rửa rau đúng không? Mọi người rất là vui. Đó. Và trong bài đọc này thì chúng ta sẽ đọc một cái bài đọc và gồm có 3 đoạn về cái lợi ích của việc làm việc nhà. Đấy, hầu hết mọi người nghĩ rằng việc nhà thì nhàm chán và đó là trách nhiệm của những bà vợ đúng không? Đấy, hoặc những người mẹ chỉ là trách nhiệm của những bà vợ của người mẹ. Nhiều bậc cha mẹ thì không yêu cầu con cái làm việc nhà, thế nên họ có nhiều thời gian hơn để chơi hoặc học. Tuy nhiên thì các nghiên cứu đã chỉ ra rằng là gì? Làm việc nhà thì tốt cho trẻ trẻ con đúng không? Cho trẻ em, cho con cái. Trẻ em, những người mà làm việc nhà thì phát triển cái kỹ năng sống quan trọng. Mà các em ấy cần cho cả cuộc đời về sau này của các bạn ý. Ví dụ như là làm cái việc liên quan đến giặt là này, đúng không? Lau dọn nhà này và chăm sóc những người khác làm là những cái kỹ năng rất là quan trọng mà trẻ con cần phải có để bắt đầu cuộc sống gia đình riêng của họ. Những cái điều này là những cái điều mà các trường học không thể nào dạy các em học sinh một đầy đủ được. Đó, điều đó rất là quan trọng cho trẻ em để học ở nhà của mình. Chia sẻ công việc nhà cũng giúp cho người trẻ học được cái việc là chịu trách nhiệm, có trách nhiệm. Họ biết rằng là họ đang cố gắng hoàn thành cái nhiệm vụ của họ mặc dù họ không thích làm chúng lắm. Làm việc nhà thì cũng giúp cho trẻ em phát triển cái sự biết ơn, lòng biết ơn của họ với cha mẹ. Khi mà làm công việc nhà, các em ấy sẽ học được cái việc đánh giá cao tất cả những cái công việc vất vả mà cha mẹ của họ đã làm cho ngôi nhà, cho chính và xung quanh ngôi nhà cho các em, cho con cái. Thêm vào đó, làm việc nhà thì giúp cho làm mạnh lên cái sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình, tạo ra những cái khoảnh khắc đặc biệt giữa con cái và cha mẹ. Điều này làm cho con cái cảm thấy rằng họ là trẻ con cái là thành viên trong một đội nhóm. Nói tóm lại, làm việc nhà có thể mang lại rất nhiều lợi ích, đúng không? Nó dạy kỹ năng sống và giúp hình thành cái nhân cách. Thế nên là cha mẹ nên khuyến khích con cái chia sẻ công việc nhà. Cũng như là chia sẻ công việc nhà cho chính bản thân họ cũng như là toàn bộ gia đình. Như vậy cô đã dịch qua cái nội dung của bài. Và ta có từ responsibilities có nghĩa là trách nhiệm thì chúng ta sẽ nối với từ chị đúng không ạ? Gratitude là lòng biết ơn, chúng ta sẽ nối với a feeling of being grateful.
có một cái cảm giác của cái việc biết ơn, đúng không? Strengthen là làm mạnh lên, đúng không? Làm cái gì đấy nó mạnh mẽ hơn. Bonds là cái sự kết nối gần gũi, close connection. And character, đó là gì ạ? Tính cách, đúng không? Đó là các phẩm chất mà làm cho con người giống hay là khác so với những người khác các con nhỉ? Với những người khác, đúng không? Nó hình thành nhân cách của con người. Tiếp theo, chúng ta sẽ đọc và chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi. Chúng ta có 5 câu hỏi. À, câu hỏi số 1. Mọi người nghĩ như thế nào về công việc nhà? Mọi người thường nghĩ như thế nào về công việc nhà các con nhỉ? À, đây là một cái công việc nhàm chán, đúng không? Và đây là trách nhiệm của các bà vợ và những người mẹ thôi, đúng không? À, tại sao nhiều bậc cha mẹ thì làm sao? À, không cho con cái làm việc nhà? Vì làm gì? À, nghĩ là các con dành thời gian để chơi và học, đúng không? Because they want to give their children more time to play or study. Cái kỹ năng sống dạy cho trẻ em khi mà trẻ làm việc nhà đó là gì ạ? Đó là gì? Thực hiện cái việc giặt là này, đúng không? Dọn nhà này và chăm sóc những người khác. Trẻ em sẽ học được cái gì khi mà chúng hoàn thành các công việc mà chúng không thích? Đó là cái tính trách nhiệm, đúng không ạ? Take responsibilities. Tại sao chia sẻ công việc nhà thì làm có cho cái sợi dây tăng cường cái sợi dây gắn kết trong gia đình ạ? Tại vì trẻ em sẽ học được cách để làm gì? Biết ơn những cái công việc nặng nhọc mà cha mẹ đã làm xung quanh cả ở nhà mình cho trẻ em, đúng không? Trẻ con cũng làm sao? Bắt đầu có những cái việc thực hiện cái công việc nhà như là những cái khoảnh khắc để chia sẻ với cả cha mẹ của mình, để thể hiện cái tinh thần trách nhiệm của mình. Nhiệm vụ số 4 là các con sẽ làm việc theo cặp. Và chúng ta sẽ thảo luận cái câu hỏi là theo con thì làm việc nhà, chia sẻ công việc nhà thì có mang lại lợi ích gì cho con? Chúng ta dựa vào các gợi ý mà chúng ta đã có, đúng không ạ? Đó. Phần tiếp theo là chúng ta sẽ chuyển sang kỹ năng speaking. Alright. Trong kỹ năng speaking thì các con sẽ nói là tại sao trẻ em nên hoặc không nên làm công việc nhà, bởi vì chúng ta vẫn có trong bài đọc chúng ta có hai trường phái, đúng không ạ? Một số trường phái thì cho rằng là gì? Trẻ em không không nên làm việc nhà, bởi vì trẻ em cần tập trung vào việc học và chơi, đúng không? Còn một trường phái thì cho rằng là trẻ em nên làm việc nhà. Với nhiệm vụ số 1 thì các con sẽ đưa ra các lý do tại sao trẻ em nên hoặc không nên làm việc nhà, và các con sẽ đánh dấu tích vào đúng chỗ này. Làm việc nhà thì giúp cho trẻ em làm gì? Phát triển kỹ năng sống, đúng không? Như vậy có hay không ạ? À, trẻ em nên làm, đúng không ạ? Làm việc nhà dạy cho trẻ em chịu trách nhiệm cũng là nên, đúng không? À, trẻ con nên được đưa nhiều thời gian để chơi khi chúng còn bé thì cô nghĩ là không nên, đúng không? Chúng ta cân đối. À, chúng có thể làm vỡ hoặc làm hỏng đồ khi mà làm việc nhà. À, chúng ta sẽ chọn gì các con? Ở đây đúng, chúng ta có là shouldn't, đúng không? Doing housework have strengthened family bonds. Làm cho cái sợi dây gắn kết trong gia đình được mạnh mẽ hơn. Need more time to study and do homework. Mọi người nói là không nên làm bởi vì làm sao? Cần thời gian để học và làm bài tập về nhà. Đấy, không nên làm bởi vì làm sao? Làm hỏng đồ, làm vỡ đồ, đúng không ạ? Nhưng chúng ta nghĩ, cô nghĩ là chúng ta cần phải có cơ hội, đúng không nhỉ? Và các con đưa ra thêm lý do là chúng ta nên làm hay là không nên làm, đúng không? Chúng ta có là gì ạ? Trẻ con làm sao có xu thế làm gì giúp đỡ những người khác ở bên ngoài gia đình của họ và trở thành những cái gì, những cái công dân có ích. Họ có cái gì ạ? Họ có một cái họ có cảm giác mình có cái sự đóng góp cho gia đình, đúng không? Và giúp cho họ học cách làm gì, quan tâm đến mọi người, đúng không nhỉ? Tiếp theo thì các con sẽ hoàn thành đoạn hội thoại giữa ba bạn là Anna, Nam và Minh và sử dụng các gợi ý chúng ta có. Các con sẽ nghe, sau đó là các bạn sẽ điền, thế sẽ nghe và các bạn sẽ điền câu trả lời của con, sẽ kiểm tra cái câu trả lời của bạn. Nam, why do you think children should do housework? Because doing housework helps them develop life skills. Đó. It's true. Life skills such as cooking, cleaning, or taking care of others are really necessary for kids when they grow up. Yes, we should all have these basic life skills to be adults. Now, Min, why do you think children shouldn't do housework?
I think kids are kids. They should be given plenty of playtime when they are young. I don't agree with you. I'm afraid too much playtime isn't good for children. Well, thank you both for sharing your ideas. They are very useful for my project. Okay. Các bạn thảo luận đúng không? Các bạn hỏi bạn Anna là bạn đi hỏi là tại sao thì trẻ em nên làm việc nhà không nên làm việc nhà. Đó, Nam ơi, tại sao bạn nghĩ là con cái thì nên làm việc nhà? Bởi vì làm việc nhà thì giúp cho trẻ con làm sao? Con cái làm gì phát triển kỹ năng sống. Đúng rồi, những kỹ năng sống ví dụ như là nấu ăn này, dọn dẹp này, chăm sóc mọi người thì thực sự cần thiết khi mà trẻ lớn lên đúng không? À, Nam cũng đồng tình là gì? Đúng rồi, chúng ta nên có những cái kỹ năng sống cơ bản để trở thành người lớn. Minh, thì tại sao cậu nghĩ là trẻ em không nên làm việc nhà? Trẻ con không nên làm việc nhà? Thì tớ nghĩ là trẻ con thì vẫn là trẻ con. Trẻ con thì nên đưa có nhiều thời gian để chơi khi mà chúng còn bé. Anna lại bảo là gì? Tớ không nghĩ, tớ không đồng ý với cậu. Tớ sợ là quá nhiều thời gian chơi cho trẻ con thì cũng không tốt cho các em ấy. Cảm ơn các ý tưởng của các bạn đã chia sẻ. Chúng sẽ cũng sẽ tốt cho cái dự án của tớ. Như vậy bạn lấy ý tưởng cho dự án đúng không? Và các con thấy là gì ạ? Các bạn đưa ra lập luận đúng không? Lập luận thứ nhất ta có là gì ạ? Giúp phát triển kỹ năng sống. Đấy, chúng ta có kỹ năng sống là gì? Các bạn đưa ra đúng không? Thế còn không nên bởi vì làm gì? Trẻ con thì trẻ con đúng không? Nên đưa ra chúng có thời gian cho chúng chơi đúng không? Và ở đây chúng ta đến nhiệm vụ số 3 thì các con sẽ làm việc theo nhóm và con sẽ tạo ra cái đoạn hội thoại tương tự. Con sẽ trao đổi cái ý kiến của mình về cái việc là trẻ em nên làm hay không nên làm, trẻ em nên làm việc nhà hay nên không nên làm việc nhà, và chúng ta sẽ dựa vào các ý khác ở trong bài để chúng ta đưa ra các cái lập luận của mình. Chúng ta chuyển sang phần listening là kỹ năng nghe. Đó, chúng ta chuyển sang phần tiếp theo là kỹ năng nghe. Và phần kỹ năng nghe chúng ta có 4 nội dung, với family support là sự hỗ trợ của gia đình. Và chúng ta cùng xem sự hỗ trợ của gia đình có ảnh hưởng gì đến cái việc học hay là cái trải nghiệm cuộc sống của các nhân vật chúng ta có trong phim, chúng ta có trong nội dung của bài. Ở đây chúng ta có là con nhìn vào tranh, chúng ta sẽ trả lời câu hỏi. Ở đây chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Đây là một trường quay đúng không? Truyền hình này. Con thấy nó là talk show family life đúng không ạ? Đây là một cái buổi làm sao? Buổi talk show là buổi làm sao trao đổi đúng không ạ? Về cuộc sống gia đình đúng không? Và con nhìn thấy bạn này trên 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 cổ bạn ấy là bạn có đeo một cái huy chương đúng không? Đây là cô dẫn chương trình, còn đây là khách mời đúng không ạ? This is a host and this is a guest. Okay. Và chúng ta sẽ cùng xem là theo các con thì bạn học sinh này sẽ nói về cái nội dung gì đúng nhỉ? Đó, family life chúng ta thấy ở đây rồi đúng không? Ok, studio. Bây giờ các con sẽ nghe cái phần giới thiệu của bài và con kiểm tra xem cái câu trả lời số 2 của con có chính xác không nhé. Now let's listen. Welcome to our talk show. Tonight, our topic is family life. And our guest speaker is Lermin Hill. Hill is a 12th grader. He's just won a gold medal at the International Physics Olympiad. He'll tell us about his family life and how his family have helped him achieve success in his studies. Chúng ta có là gì ạ? Hiếu is talking about his family life and how his family has helped him to achieve his success in his studies. Bạn Hiếu sẽ nói về đời sống gia đình của cuộc sống gia đình của bạn ấy và làm thế nào gia đình của bạn ấy đã giúp cho bạn ấy đạt được cái thành công trong cái việc học, bởi vì bạn ấy giành được huy chương Olympic. Đúng nhỉ? Thì bây giờ trước tiên là chúng ta sẽ làm gì? Nghe và chúng ta xác định thông tin đấy là đúng hay sai. Thì các con nhìn ở đây chúng ta có là gì ạ? Chúng ta trước khi chúng ta nghe chúng ta sẽ đọc các câu trước, chúng ta sẽ đoán xem cái thông tin đấy nó là đúng hay sai. Đoán trước các bạn nhỉ? Có 3 thành viên trong gia đình của bạn Hiếu, như vậy con gạch chân vào từ 3 people. Đó. Bố mẹ của bạn Hiếu thì dạy bạn ý vật lý, đúng không? Khi bạn Hiếu cần sự giúp đỡ thì anh trai của bạn ý luôn luôn giúp đỡ. Đó. Cái việc công việc nhà của bạn Hiếu, công việc nhà của bạn Hiếu ấy, việc lặp đi lặp lại ở nhà, cuộc sống hàng ngày của bạn ấy thì giúp cho bạn ấy làm sao dành thời gian cùng với nhau vào mỗi tuần. Và chúng ta sẽ cùng nghe. Good evening. Well, I live with my parents and my brother, and I must say that all my achievements are the result of their support. Do your parents help you with your studies? My parents are farmers.
They know little about physics, but they believe in me. They always listen to me and cheer me up whenever I have difficulties. So they encourage you to try harder? That's right. Their love and trust give me strength to carry on. How about your brother? My brother is my best friend. He shares his happy and sad moments with me and is always there for me when I need help. You're so lucky to have a supportive family. Do you spend a lot of time together? Yes. My parents have created some family routines so that every week we can spend some time together, although we're all very busy. Family routines? Can you tell us more about that? Well, family routines are... À, đó, như vậy gia đình của bạn Hiếu là có 4 người đúng không? Bạn ấy có bố mẹ và có anh trai này. Bố mẹ bạn ấy là nông dân và dạy biết rất ít về vật lý. Nếu như chứ không phải là bố mẹ của bạn ấy dạy môn vật lý đúng không? Dạy vật lý. Và anh trai của bạn Hiếu thực sự là một người luôn giúp đỡ bạn ấy đúng không? Và bố mẹ của bạn ấy đã tạo ra cái family routines để mọi người có thể dành thời gian cùng với nhau mà, hàng tuần. Và mặc dù là mọi người rất là bận nhưng mà mọi người vẫn có thời gian dành cho nhau. Tiếp theo các con sẽ nghe, sau đó các bạn sẽ viết câu với, hoàn thành các câu với ít nhất là chúng ta chỉ có một từ duy nhất nhé. Welcome to our talk show. Tonight, our topic is family life. And our guest speaker is Lermin Hill. Hill is a 12th grader. He's just won a gold medal at the International Physics Olympiad. He'll tell us about his family life and how his family have helped him achieve success in his studies. Good evening. Well, I live with my parents and my brother. And I must say that all my achievements are the result of their support. Do your parents help you with your studies? My parents are farmers. They know little about physics. But they believe in me. They always listen to me and cheer me up whenever I have difficulties. So they encourage you to try harder? That's right. Their love and trust give me strength to carry on. How about your brother? My brother is my best friend. He shares his happy and sad moments with me and is always there for me when I need help. You're so lucky to have a supportive family. Do you spend a lot of time together? Yes. My parents have created some family routines so that every week we can spend some time together, although we're all very busy. Family routines? Can you tell us more about that? Well, family routines are... Chúng ta có đáp án with difficulties, love and sad. All right. Như vậy, với cái sự giúp đỡ của gia đình thì bạn ấy có cái thành tựu riêng đúng không? Và với bản thân các con là những học sinh lớp 10 thì và các bạn đã rất là khó khăn để và các bạn đã đạt được những cái thành tựu nhất định trong cái việc học của mình đúng không? Dù nhỏ hay lớn thì cũng có những cái thành tựu nhất định của các con đấy, thì chúng mình hãy nhìn lại cái tiến trình là bố mẹ các con đấy, gia đình của các bạn đã giúp bạn các bạn như thế nào trong tiến trình các con học tập, và sau đó con sẽ chia sẻ lại cái điều này với các bạn ở trong lớp của các con nhé. Chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần writing. Okay, trong phần writing thì các con sẽ nói về writing about family routines, nói về cái công việc hàng ngày ở gia đình của các con. Con thấy có sự kết nối giữa các cái nội dung của bài đúng không? Đó, ví dụ như là con thấy là gì? Trong các hoạt động dưới đây thì cái bức tranh nào thì sẽ là can be a family routine, cái bức tranh nào sẽ có thể là gì các con nhỉ? Cái việc công việc hàng ngày của gia đình. Having dinner, các con có nghĩ là có không? Có đúng không? Having picnic, đi dã ngoại. Cái công việc gọi là công việc hàng ngày của là gì? Nó mang tính chất lặp đi lặp lại đúng không nhỉ? Watching a game show là chúng ta xem một cái chương trình truyền hình này. Visit grandparents là chúng ta đi thăm ông bà này đúng không? Celebrating birthday là tổ chức sinh nhật, nó phải lặp đi lặp lại hàng ngày đúng không? Và dọn dẹp nhà cửa. Thì chúng ta có family routine thì thường là bao gồm cái việc là gì, lặp đi lặp lại đúng không ạ, của các thành viên trong gia đình, và nó không có cái nghĩa đặc biệt nào cả đúng không ạ.
Thì các hoạt động ở bức tranh A này, tranh C này, tranh D này, tranh F này thì sẽ được coi là family routine, đúng không? Thế còn tranh C là having picnic này, đi cắm trại này, đúng không? À, đi dã ngoại này, celebrating birthday này, tổ chức sinh nhật thì nó cũng không được lặp đi lặp lại nhiều lần, đúng không? Bởi vì nó là những cái việc mà gọi là hiếm khi mà nó có thể xảy ra, đúng không nhỉ? Và ở đây chúng ta sẽ đọc cái bức thư của bạn Joey và bạn nói về cái công việc hàng ngày ở nhà của bạn ý, và chúng ta sẽ hoàn thành cái bảng. Thì trước khi các con hoàn thành cái bảng thì cô giáo sẽ dịch qua cái nội dung của bài. Thì Joey sẽ gửi cho bạn Đông, đúng không? Nói về công việc hàng ngày của gia đình tớ. Xin chào Đông, công việc cậu bây giờ thế nào? Ở bức thư điện tử trước, cậu đã hỏi tớ về công việc hàng ngày của gia đình tớ. Tớ thì có khá là gia đình tớ có một vài cái việc công việc hàng ngày để giúp đỡ chúng tớ học cái kỹ năng sống và xây dựng cái sự khăng khít trong gia đình, nhưng tớ sẽ nói cho cậu về ba điều thôi. Đầu tiên, gia đình tớ thì luôn luôn ăn tối cùng với nhau. Bữa tối thì rất là quan trọng cho gia đình chúng tớ, bởi vì chúng tớ chia sẻ những cái trải nghiệm hàng ngày và nói về những cái tin mới nhất. Thứ hai là chúng tớ xem cái chương trình yêu thích trên TV vào mỗi tối thứ sáu. Chúng tớ thảo luận các câu hỏi và đoán câu trả lời. Mỗi một lần xem thì đều rất là vui, và chúng tớ gia đình mọi người trong gia đình tớ thì làm sao có câu trả lời đúng. Thứ ba là vào mỗi 2 tuần, thì đặc biệt là vào tối thứ bảy, thì chúng tớ dọn dẹp nhà cửa cùng với nhau. Chúng tớ lập ra một cái danh sách của các công việc nhà. Mỗi thành viên sẽ sau đó sẽ lựa chọn 1 đến 2 nhiệm vụ theo cái lựa chọn cá nhân. Chúng tớ đều cảm thấy rất là vui và tự hào khi mà thấy ngôi nhà của chúng tớ thì sạch, không tì vết vào cuối của ngày. Gia đình cậu có các cái hoạt động trong gia đình như tương tự như thế không? Tớ rất muốn biết như cái việc này ở gia đình cậu. Cậu viết thư lại cho tớ sớm nhé. Bạn của cậu, bạn thân của cậu, Joey. Đó, và từ đây thì chúng ta sẽ làm gì ạ? Chúng ta sẽ viết các cái routines của các bạn, của gia đình của các bạn ý, đúng không? Sau đó chúng ta sẽ có là gì ạ? When là, hoặc là how often là nó thường xuyên nó xảy ra như thế nào, thì các con sẽ đưa ra các cái thông tin chúng ta có. Thì ở đây việc thứ nhất của cả nhà các bạn là ăn tối cùng với nhau, đúng không? Việc ăn tối cùng với nhau thì chúng ta sẽ có là gì ạ? Nó diễn ra như thế nào các con nhỉ? Ăn tối thì đây là hàng ngày rồi, đúng không? Điều mà làm để cái việc này nó giúp để cho làm gì, gắn kết cái gia đình, tình cảm gia đình vì là gì ạ? Bằng cách là mọi người chia sẻ những cái trải nghiệm hàng ngày, đúng không? Và nói về những cái tin tức mới nhất. Thứ hai, con nhìn ra từ first này rồi, nó sẽ có second, đúng không? Là mọi người sẽ làm gì, xem cái chương trình yêu thích trên TV cùng với nhau vào mỗi tối thứ sáu, đúng không? Và để làm gì ạ? Để thảo luận câu trả lời và đoán câu trả lời chính xác, đúng không? Thế nhiệm vụ việc thứ ba đó là mọi người làm gì ạ? Mọi người làm gì ạ? Clean the house together, đúng không? Mọi người dọn dẹp nhà cửa cùng với nhau, và vào cứ thứ bảy 2 tuần 1 lần thì mọi người sẽ dọn dẹp, đúng không? Mọi người lập danh sách của những cái việc nhà và sau đó lựa chọn những cái nhiệm vụ đó. Đó, như vậy thì các bạn sẽ nhìn ra cái hình dung cái bảng này thì con sẽ thấy là gì, nhà các con có cái thói quen hàng ngày của gia đình các bạn là gì, đúng không? Đó là gì, các bạn làm nó vào khi nào, và cái việc đấy các bạn làm việc đấy cụ thể như thế nào, thì đấy cũng sẽ là cái mục đích của cái việc là các con sẽ làm gì, các con sẽ viết ra được cái bức thư chúng ta có ở đây, đúng không ạ? Con sẽ hoàn thành bức thư về cái công việc hàng ngày của nhà bạn Đông, đúng không? Và sử dụng các thông tin chúng ta có. Đấy, mọi người ăn sáng cùng với nhau vào mỗi ngày, đúng không? Mọi người ăn bánh mì, ăn phở, đúng không ạ? Và chia sẻ cái kế hoạch công việc trong ngày. Mọi người xem TV cùng với nhau vào tối thứ bảy, đúng không? Mọi người chia sẻ quan điểm về bộ phim này, thăm ông bà này, đúng không? Vào chủ nhật làm sao? Chủ nhật thứ hai ở trong tháng. Ví dụ đến nhà ông bà thì làm việc nhà cho ông bà này, ăn trưa cùng với ông bà. Và chứ các con sẽ đã có mẫu của một cái bức thư như thế này rồi, và chúng ta sẽ dựa vào cái câu trả lời của bạn Joey, bạn đi viết cho các con này, chúng ta sẽ viết theo thứ tự, đúng không? Chúng ta có mẫu ở đây, và các con nhớ chúng ta sẽ dùng các từ như là first, second, third để chúng ta viết, đúng không? First, my family always have breakfast together.
Breakfast is a quick meal, but with just bread or noodles, because both my parents work and we kids have morning classes. Đó, chúng ta có các cái phần giải thích nghĩa cho các cái phần bài chúng ta có. Tiếp theo chúng ta di chuyển sang phần communication and culture in one family life. Chúng ta di chuyển sang phần communication and culture với phần đầu tiên là everyday English. Là các con nghe đoạn hội thoại để thể hiện quan điểm của mình. I have no doubt about that. Tôi không có nghi ngờ gì về điều này. I'm not sure about that. Tôi không chắc chắn về điều này. I strongly believe that. Tôi rất tin tưởng về điều này. Và chúng ta sẽ nghe câu chuyện của các bạn và chúng ta sẽ điền các cái ô trống tương ứng với nó nhé. Track 9. Unit 1. Family Life. Page 15. Communication and Culture. Everyday English. Expressing Opinions. Activity 1. Listen and complete the conversation with the expressions in the box. Then practice it in groups of three. Do you guys think teenagers should do housework? Yes, I strongly believe that teenagers, as well as other members of the family, should share the housework. Do you mean everybody in the family has to help with the housework? That's right. I have no doubt that doing household chores together helps build family bonds. Well, I'm not sure about that. Teenagers should spend all their time studying instead of doing housework. They'll need good grades to get into top universities. Đó, thì mỗi bạn có cái quan điểm khác nhau đúng không? Tôi tin tưởng tuyệt đối đúng không? Tôi thực sự là tin tưởng, tôi tin mạnh mẽ về điều này. Tôi không còn nghi ngờ gì điều này cả. Nhưng tôi không chắc chắn về điều đó. Nói chúng ta dùng các cấu trúc câu khác nhau để các con sẽ thể hiện quan điểm của mình là tôi đồng ý hay tôi không đồng ý. Tôi quan điểm của mình là tôi tin tưởng điều đó là chính xác hay là không. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ luyện tập cái này theo nhóm 3 bạn ở trong lớp của các con. Và chúng ta có ở đây thì các con chú ý chúng ta sẽ có là gì ạ? Chúng ta sẽ có là gì? Các con sẽ tạo ra cái đoạn hội thoại tương tự để thể hiện, để chia sẻ cái quan, để trao đổi cái quan điểm của mình về cái việc là các thành viên trong gia đình có nên dành thời gian cho nhau hay không. Nếu con thực sự đồng ý đó thì chúng ta sẽ nói là gì? Tôi thực sự tin tưởng rằng, tôi chắc rằng, tôi không còn cái nghi ngờ gì rằng. Đúng không? Nhưng các con ở cái quan điểm của con ở mức độ trung bình, ở giữa đây, trung lập, đúng không ạ? Thì chúng ta dùng là in my opinion, theo quan điểm của tôi, to my mind, theo ý của tôi, I suppose that, tôi cho là, đúng không ạ? Và các con tạo đoạn hội thoại tương tự như thế với cái nội dung là spend time together. Và các con sẽ chia sẻ cái điều này với các bạn ở trong lớp, với phần hướng dẫn của các thầy cô. Phần culture thì chúng ta sẽ nói về cái giá trị gia đình của những người ở Vương quốc Anh thì chúng ta có như sau. Giá trị gia đình là cái ý tưởng về cái việc làm thế nào mọi người muốn sống trong cuộc sống, muốn sống cái trong cái cuộc sống, muốn sống cái đời sống gia đình đúng không ạ? Và nó nó được chuyển từ cha mẹ sang con cái. Những cái giá trị gia đình mạnh mẽ có thể vững chãi đúng không ạ? Có thể được chuẩn bị cho con cái có một cái đời sống hạnh phúc. Kết quả của cái nghiên cứu gần đây ở Vương quốc Anh thì đã chỉ ra rằng thậm chí các gia đình hiện đời sống của các gia đình hiện đại đã thay đổi rất nhiều, nhưng mà các cái số lượng các cái gia đình, giá trị các gia đình truyền thống thì vẫn còn rất quan trọng ở nước Vương quốc Anh ngày nay. On top of the list are the value of being trustful and honest. Trong cái top đầu của cái danh sách những cái giá trị này thì đó là việc chúng ta phải trung thực và chân thành và tôn trọng người già. Trẻ em thì được dạy để phải nói sự thật với những người lớn tuổi. Chúng học để thể hiện sự tôn trọng với những người già, những người mà có cái kinh nghiệm sống rất là giàu có. Có một cái phong cách trên bàn ăn tốt thì là cái điều giá trị quan trọng thứ ba đến thứ tư và thứ năm trong danh sách này. Thì đó là giá trị của việc ghi nhớ, nói lời, làm ơn và cảm ơn và giúp đỡ công việc nhà. Và theo sau đó là giúp đỡ công việc nhà. Rõ ràng là ở thế kỷ 21, những người ở Vương quốc Anh thì vẫn theo những cái giá trị gia đình truyền thống.
Như vậy chúng ta có 5 cái giá trị gia đình truyền thống được đề cập ở trong bài. Thứ nhất đó là gì ạ? Being truthful and honest. Ok, chân thật và chân thành. Thứ hai đó là respect the older people, là tôn trọng người già. Thứ ba là có một cái chúng ta có từ table manners, ok? Nó có cái cách cư xử đúng mực, đúng không ạ? Còn remember to say please and thank you. Hãy nói lời cảm ơn và cảm ơn. Và thứ năm đó là helping with family chores, giúp đỡ cái công việc nhà. Phần thứ hai là các con sẽ thảo luận. Theo các con thì các giá trị gia đình ở Việt Nam của chúng ta có các cái giá trị tương tự như không? Đó hay không? Đúng không ạ? Thì chúng ta có là gì? Ở Việt Nam thì cũng khá là tương đồng đúng không? Chúng ta có là gì ạ? Chúng ta được dạy là để phải làm gì? Tôn trọng những người lớn tuổi đúng không? Đặc biệt là những cái gia đình người đứng the one in their family, những cái người trong gia đình họ trước đúng không? Bởi vì những cái người già đúng không? Họ có nhiều cái kinh nghiệm trong cuộc sống. Thứ hai là chúng ta thể hiện cái gì ạ? Invite elder to start eat, tức là cái phong 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 cách ăn uống đúng không ạ? Là đầu tiên là con cái là phải làm gì? Con cháu là phải mời ông bà đúng không ạ? Trước khi ăn là phải mời ông bà để thể hiện sự biết ơn với ông bà. Và sau đó chúng ta phải làm gì ạ? Trung thành với cả gia đình của mình đúng không? It's one of the top value. Điều này có nghĩa là các thành viên phải làm gì? Bất cứ khi nào mọi người có gặp khó khăn gì thì mọi người phải giúp đỡ nhau đúng không nào? Như vậy chúng ta đã đi qua phần culture. Chúng ta di chuyển sang phần looking back and project. Thì looking back chúng ta sẽ ôn lại âm bra, âm cra và âm tra. Alright, các con cùng nghe. 1. I like ice cream, but my brother likes bread pudding. 2. Tracy crashed her car into a tree and broke her leg. 3. They often have crab soup for breakfast. Đó, thì chúng ta có các sử mâm bra, brother, bread, broke, and breakfast. Chúng ta có chùm âm cra trong từ cream, crashed, and crab, tra, trong cụm từ Tracy, tree, alright. Phần tiếp theo, các con sẽ luyện tập các cái âm này chúng ta có thì cũng sẽ đi nhanh hơn vì các con vừa nghe xong. Với sang phần vocabulary, chúng ta sẽ điền các cái cụm từ còn thiếu vào cái đoạn văn nói về gia đình của bạn Thanh đúng không? Trong gia đình của bạn Thanh thì làm sao? Mọi người chia sẻ công việc nhà. Mẹ của bạn ý thì như thế nào đấy? Mẹ của bạn ý là Thanh really enjoy the cook the food she cooks. Cái câu đằng sau nó sẽ diễn tả mị nghĩa của câu đằng trước đúng không? Mẹ bạn Thanh thì thực sự là rất là yêu thích cái đồ ăn mà mẹ bạn nấu. Như vậy mẹ bạn ý nấu ăn. Bố của bạn Thanh thì là một người rất là khỏe mạnh đúng không? Thế nên là bố sẽ làm cái việc mà mang vác việc nặng nhọc đúng không ạ? Does the heavy lifting. Thanh thì giúp với cái gì đấy? Bạn ý cảm thấy tự hào rằng là bạn ý biết làm thế nào để làm sao chạy được cái máy giặt. Đó, như vậy là bạn ấy sẽ làm gì ạ? Bạn sẽ help with the laundry, giúp với cái việc giặt là đúng không ạ? Em gái của Thanh thì giúp với cái gì đấy mà never dirty, nhà không bao giờ bị bẩn. Là gì ạ? Clean the house, lau nhà đúng không? Em ấy làm công việc rất là thường xuyên đúng không? Thế nên nhà không bao giờ bẩn cả. She also, em ấy còn làm gì? Does the washing up after each meal. Em ấy còn rửa bát đúng không? Sau mỗi bữa ăn. Phần tiếp theo trong phần grammar thì các con sẽ tìm ra những cái lỗi sai trong mỗi cái câu đó và chúng ta sẽ chúng ta sẽ tìm lỗi sai trong các câu và các con tìm lỗi sai và chúng ta sẽ sửa các cái câu đó. Thì ở đây chúng ta sẽ ôn lại về thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn. Thì chúng ta nhớ câu số 1, chúng ta có là gì ạ? Tôi viết thư cho bạn để nói là tôi muốn gặp bạn như thế nào. Thì các con chú ý là có wanting là động từ chỉ cảm xúc đúng không ạ? Là động từ stated verb đúng không? Động từ chỉ trạng thái nên là chúng ta sẽ không chia thì hiện tại tiếp diễn nên con sửa từ want, I'm wanting thành want. Câu số 2, Jack thì đang đi công tác đúng không? Thế nên là bây giờ thì tôi đang chăm sóc con chó của anh ấy. Thế nên con ta có từ now là dấu hiệu nhận biết. Như vậy ta sẽ chuyển từ look after thành I'm looking after. Ok. Câu số 3 thì Nam thường trông rất là gì? Untidy, tidy là sạch đúng không? Chúng ta có từ looking often là dấu hiệu nhận biết của thì
hiện tại đơn đúng không? Trạng từ chỉ cần xuất nhưng looking sẽ chuyển thành looks đúng không ạ? Và nam con sẽ sửa thành nams, alright? Vì chúng ta chuyển nó thành về hiện tại đơn nên là phải không còn động từ to be chia ở trong trường hợp này nữa. Với phần project thì các con sẽ làm việc theo nhóm và con sẽ thực hiện một cái nghiên cứu về ngày gia đình của Việt Nam hoặc là ở một cái quốc gia khác. Con sẽ tìm kiếm các cái thông tin đúng không? Trong cái bài trình bày của các con thì bao gồm cái nơi tổ chức cái ngày gia đình đó là ở đâu đúng không? Khi nào này? Nó là được lần đầu tiên được tổ chức là khi nào và tại sao mọi người lại tổ chức? Bởi vì chúng ta đang nói về ngày gia đình đúng không? Và mọi người có thể thường làm gì để tổ chức cái ngày này? Đó thì các con sẽ dựa vào các cái thông tin chúng ta có ở đây để các bạn tìm kiếm các thông tin và các con trình bày trước lớp với các bạn. Right. Và trong một khoảng thời gian ngắn thì chúng ta đã học cách học các trùm âm r, kr, sra. Chúng ta hiểu cái cách sử dụng của các cụm từ liên quan đến gia đình đúng không? Các con nói về thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn. Chúng ta đọc các cái thông tin chi tiết về lợi ích của việc làm việc nhà đối với trẻ em đúng không? Đó. Và giải thích được tại sao trẻ em nên làm mà không nên làm việc nhà. Chúng ta nghe về một cái talk show về đời sống gia đình. Nói ta viết về cái công việc nhà đúng không? Ta thể hiện quan điểm của mình, ta hiểu được cái giá trị gia đình và chúng ta thực hiện nghiên cứu về thực hiện cái nghiên cứu, thực hiện một cái bài trình bày tìm hiểu về gia đình Việt Nam hoặc các quốc gia khác và con trình bày với cả các bạn ở trong lớp. Đó, cô giáo hy vọng là các cái hoạt động cô giáo thực hiện ở đây đang hỗ trợ các bạn trong tiến trình học tập của các con. Cô giáo rất mong là cô giáo cảm ơn sự động viên, đồng hành, hỗ trợ của các bậc phụ huynh và các con. Hẹn gặp lại các con trong các chuỗi video tiếp theo. Goodbye for now.